Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả. 1 2 5 6. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả anh em một cái combo cấu hình da rẻ anh em nhé. Với bộ combo này thì giá chỉ có trên 8 triệu một chút thôi. Thì gồm một bộ micro U805 anh em nhé. Một van FX20 Flute và một cục đẩy H500. Với bộ cấu hình này thì giá chưa gồm cặp loa anh em nhé. Còn anh em nào muốn lấy cặp loa này thì cặp loa hiện tại đang với giá là 8.500.000 cặp JBL4012. Và mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm anh em nhé. Sau đây tiếng rất là mềm anh em nhé, tiếng cực kỳ mềm, tiếng cô ngọt anh em nhé. Vàng cây lá bay, đôi tay gãy buồn mang suy tư về đây. Đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến cơn mê, niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá vàng. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình mang ý thơ mong chờ. Thì anh em cũng có thể là tiến, em có thể tiến lại gần đây và cho anh em cùng xem với cái cấu hình này. Với cái cấu hình này thì như anh em cũng có thể thấy, em sử dụng đó là một bộ mic U75 anh em nhé. Bộ mic này thì rất là quen thuộc với anh em rồi. Với bộ mic này giá hiện tại đang là 2.4 triệu và đầy đủ các tính năng như là cảm biến gia tốc anh em nhé, cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt, và con này có dò sóng sạch luôn. Thì đây là một trong những cái bộ mic mà cái chất âm hiện tại em đang nói cho anh em cũng nghe một chút echo. Thì anh em có thể thấy là cái giọng nói của em nó rất là thật anh em nhé, cực kỳ thật và nó rất là bay tiếng anh em nhé, cực kỳ là bay. Thì với cái bộ mic này thì giá chỉ có 2.4 triệu thôi và bảo hành cho anh em 12 tháng anh em nhé. Và tiếp theo nữa là em có giới thiệu thêm với anh em đó là chiếc vang. Chiếc vang ở đây em sử dụng con FX20 Flute. Con này giá hiện tại đang là 1.800.000 đồng và đầy đủ các tính năng như là delay, repeat. Cái phần revert của nó là giả lập dị vật đảo loa anh em nhé. Con này cái dị vật này nó rất là mềm mại, nó hơn rất nhiều với những cái chiếc âm ly anh em nhé. Và một cái nút nữa là cái nút chống hú FBX. Nút này thì nó cũng rất là hiệu quả khi mà nó bị hú anh em nhé, anh em có thể sử dụng. Con này thì em đang cắm với cổng mic đằng sau, thì anh em có thể thấy có hai cổng mic đằng trước và ba cổng mic đằng sau, thì em đang cắm đằng sau anh em nhé. Thì anh em có thể thấy là con nó rất là dễ chỉnh, nó có phần delay repeat cho cái tiếng echo rất là mềm mượt và cái giọng hát giọng nói của mình nó rất là chân thật anh em nhé. Ngoài ra thì phần echo sẽ có phần bass mid check. Con này thì chỉnh được bass check của phần echo, bass check của phần mic và bass check của phần music anh em nhé. Thì ngoài ra thì nó có các tính năng như là hai cổng aux vào, một cổng cổng quang optical, một cổng bluetooth và một cổng usb anh em nhé. Tất cả có 5 cổng đầu vào, rất là tiện đúng không ạ? Rất là tiện, anh em có thể sử dụng cái cổng input ngay đằng trước này, chỉnh rất là dễ. Và thêm nữa là con này thì cái tiếng nhạc của nó rất là hay anh em nhé. Tiếng nhạc của nó rất là hay, rất là lực anh em nhé. Rất là lực, và anh em có thể thấy là với cái ba phím này thì nó là một trong những cái chiếc vang rất là dễ chỉnh. Anh em có thể chỉnh echo và anh em có thể nghe cái tiếng 1, 2, 5, 6.
789 rất là mềm đúng không ạ? Anh em có thể điều chỉnh ngay trên này, nó rất là dễ anh em nhé. 6 789 12 56 789 12, cực kỳ là dễ chỉnh. Thì với cái con vang này thì anh em có thể nghe tiếng nó cực kỳ bay đúng không ạ? Thì đây là một cái combo giá rất là rẻ, thêm nữa là một con cục đẩy H500. Thì với cái con cục đẩy H500 này thì nó sử dụng sò NG để cho cái tiếng của nó cực kỳ sáng anh em nhé, cực kỳ sáng và nó rất là nịnh tiếng. Và con này công suất của nó là 450-500W thì anh em có thể sử dụng tốt cho gia đình anh em nhé, sử dụng tốt cho gia đình chơi với một cặp loa bass 30. Đấy, thì với cái combo này thì anh em thay bằng mua âm ly thì anh em có thể sử dụng, thì anh em được lợi cái là với giá rất là tốt, chỉ hơn 8 triệu thôi, có micro không dây, có một chiếc vang cơ dễ chỉnh và nhiều kết nối, tiếng echo rất là mượt, dễ hát, và một cục đẩy anh em có thể chơi tốt 2 đôi bass 25 hoặc anh em có thể chơi tốt 1 cặp bass 30. Đó, thì anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này và đồng bộ là của LX Acoustic, anh em có thể nhìn qua đồng bộ của LX Acoustic và bảo hành cho anh em 12 tháng, chất lượng anh em nhé. Thì với cái cấu hình này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên giúp em, rất là rẻ anh em nhé, chỉ có dưới giá là trên 8 triệu một chút thôi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com thì em sẽ tư vấn cho anh em. Thì ngoài ra anh em có thể ghép, nếu mà anh em có loa rồi thì anh em có thể tự ghép với những loa nhà anh em, còn nếu mà chưa có loa thì anh em có thể tham khảo, bên em có rất nhiều các dòng loa phù hợp với cái dàn này anh em nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn anh em một clip lần sau, chào tất cả anh em nhé.